Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Fun Game. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi đến với chủ đề là làm quy ẩn trong thế giới game Chu Tiên do Gamota phát hành tại Việt Nam. Thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều các quy ẩn khác nhau rồi đúng không? Nếu mà các bạn để ý lại thì chúng ta đã phải làm được khá rồi. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quy ẩn nữa. Thì quy ẩn này thì mình thấy rất là nhiều bạn ở trên mạng có comment là không thể làm được vì lý do là lộn mãi không được hay là lý do gì đấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm quy này. Quy này thì cũng chưa biết phần thưởng là gì, nhưng mà mình cũng sẽ thử làm xem sao. Ok, quy này thì chúng ta sẽ di chuyển tới bản đồ là Thanh Vân Sơn, các bạn thấy không? Đây, các bạn di chuyển tới bản đồ Thanh Vân Sơn. Sau đó các bạn di chuyển cho mình đến cái thằng Tiêu Giật Tài này. Cái thằng Tiêu Giật Tài, sau đó các bạn bay lên. Các bạn ảo hóa một cái pháp bảo nào đấy, sau đó các bạn bay lên. Rồi di chuyển đến cái tọa độ là 3663. Rồi, ok, chỉ nhích một tí là lên. Các bạn lưu ý á, những cái tọa độ mà chỉ cần nó 35 hay 36, các bạn chỉ cần nhích nhẹ một cái thôi là các bạn có thể lên được. Sau đó các bạn bay lên tọa độ cao nhất, sau đó các bạn lắc 3 lần. Các bạn lưu ý là phải ở cao nhất nhá. Ok, chưa được. Vậy thì chúng ta phải ảo hóa sang pháp bảo khác. Cái nhiệm vụ này thì khá là khó khăn khi chúng ta phải ảo hóa liên tục tất cả các cái loại pháp bảo khác nhau. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ ảo hóa cái lục hợp kính này đi. Rồi chúng ta lại phải hạ xuống. Khi mà không được thì chúng ta lại phải hạ xuống. Rồi chúng ta ảo hóa lại. Thấy nhiều bạn nói là ảo hóa pháp bảo là từ kim hồ lô có phải được đúng không? Thì mình sẽ ảo hóa luôn cái pháp bảo từ kim hồ lô xem có được không nhá. Vào phần ngoại hình này, thú cưỡi này, từ kim hồ lô này, ảo hóa này. Rồi để xem nào. Vút lên trên để bay. Vẫn phải bay lên vị trí cao nhất rồi lộn 3 vòng. Nhiều bạn nói là như vậy. Đấy, các bạn di cái phần nút joystick bên phía bên tay phải đến vị trí cao nhất. Sau các bạn lộn 3 vòng. Quy này thì nhiều bạn nói là gì nhỉ? Lộn mãi không được đấy. Thì hôm nay không biết là mình có hên để lộn phát được ngay không. Không được rồi. Chúng ta lại phải giảm xuống. Khá là khó đấy. Không biết là pháp bảo nào là pháp bảo minh vư gì nhỉ? Lục hợp kính rồi này. Rồi đến mình vừa ảo hóa pháp bảo nào rồi nhỉ? Ngoại hình này, thú cưỡi này, mình vừa ảo hóa pháp bảo lục hợp kính rồi này, từ kim hồ lô rồi này. Thôi mình cứ ảo hóa từ đầu đến cuối đi. Ảo hóa luôn cả cái phục long đỉnh này mình vừa mới kiếm được này. Nhìn cái pháp bảo phục long đỉnh này rất là xấu, mình rất là ghét, bắt buộc phải dùng thôi. Ok, ủi lại hết pin rồi. Mình cứ đến lúc mình làm cho các bạn. Ok, như vậy là chúng ta được, các bạn thấy chưa? Ok, như vậy là chúng ta đã nhận được quy ẩn rồi nhá. Đây, quy ẩn đây, vọng đến giọng của Tăng Thư Thư, qua đây ta cho xem đồ chơi mới này. À, nhận được ngay. Quy ẩn là Bạch Y Thiếu Hiệp. Ok, chúng ta di chuyển đến, cứ thế chúng ta làm thôi. Ây da, mình vừa bị đánh tụt hạng. Đấy. Thì mình nghĩ là chắc là các bạn có thể là, cái ảo hóa này mình nghĩ là có thể các bạn sẽ sử dụng cái pháp bảo nào mà mạnh nhất của các bạn ấy. Hoặc là cái pháp bảo mà bạn đang sử dụng chẳng hạn. Cái pháp bảo mà bạn đang dùng trên người ấy. Để các bạn ảo hóa làm ngoại hình, sau các bạn bay, sau các bạn lộn, xem được không? Thì mình đính chính ở đây nhá, là mình chỉ cần lộn một lần thôi, không cần lộn nhiều lần. Ok, chúng ta được cái gì đây? Phần thưởng chúng ta được 1.000 kim tệ, cũng giá là khá là ngon. Hoàn thành. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong quy ẩn mà nhiều bạn có nói là khá là khó khăn, thì mình đã giải quyết xong cho các bạn cái quy ẩn này nhá. Mình xin nhắc lại là quy ẩn này là quy ẩn chúng ta di chuyển tới Thanh Vân Sơn, sau đó đến cái tọa độ của thằng Tăng Thư Thư này này. Thằng Tăng Thư Thư nó ở giữa cái chỗ giữa này này. Các bạn mình thấy mình cắm cờ đấy không? Đó. Sau đó các bạn bay lên vị trí cao nhất. Các bạn lưu ý là phải bay lên vị trí cao nhất nhá. Các bạn dùng cái joystick bên phía tay phải ấy, kéo lên phía trên, bao giờ mà không thể kéo lên nữa được thì thôi. Đây. Chỗ thằng Tăng Thư Thư đây. 3663. Sau đó bạn bay lên vị trí cao nhất. Chết rồi. Mạng chắc là có vấn đề vì do là kết nối yếu. Ok, sau đó các bạn bay lên vị trí cao nhất. Đó. Các bạn cứ bay lên vị trí cao nhất rồi các bạn lộn. Chỉ cần lộn một vòng nhé. Mình lưu ý là các bạn chỉ cần lộn một vòng thôi, không cần phải lộn 3 vòng giống như nhiều bạn nói. Chúng ta chỉ lộn một vòng thôi. Và mình nghĩ là có thể là các bạn sẽ sử dụng cái pháp bảo mà chính các bạn đang sử dụng ấy, chứ đừng sử dụng các cái pháp bảo khác. Đấy, các bạn hãy sử dụng cái pháp bảo mà các bạn đang dùng ở trên người, các bạn đang trang bị trên người ấy, để các bạn ảo hóa. Thì mình nghĩ là như vậy là sẽ là được nhận được quy thôi. Và quy này thì chúng ta đã được nhận được 1.000 kim tệ. 1.000 kim tệ thì cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà ok, chúng ta cũng đã giải quyết xong được một quy ẩn nữa tại Thanh Vân Sơn. Ok, như vậy là mình đã hoàn thiện xong cho các bạn cái quy ẩn này. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, như subscribe kênh YouTube của Fun Game nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye.